hoa bồ công anh và những công dụng không ai ngờ tới. Bồ công anh là loài cây dại gần gũi và thân quen với rất nhiều người vì khá phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên có thể bạn không biết rằng, loài cây bồ công anh này có thể chế biến để ăn uống được. Bồ công anh là loài thực vật khá phổ biến ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, mức độ đa dạng của loài thực vật này khá rộng rãi và không phải ai cũng biết. Bồ công anh có tên khoa học là Lactuca edicola. Cùng tìm hiểu về các loài bồ công anh cùng nhiều lợi ích mà có thể bạn chưa biết nhé. Phân loại hoa bồ công anh. Một số loài thường gặp ở Việt Nam, bồ công anh màu vàng, màu trắng, màu tím. Ngoài ra còn các loài hoa bồ công anh khác như bồ công anh Trung Quốc, cây chỉ thiên và các tên gọi khác. Cây bồ công anh Việt Nam. Loại hoa bồ công anh này có tên khoa học là Lactuca edicola, thuộc họ cúc Asteraceae và chi rau diếp Lactuca. Mọc hoang phổ biến ở các khu vực tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Loại này thân cao tầm 60-100cm, lá hình mũi mắt, lá mỏng nhăn nheo, gần như không có cuống, mặt trên lá có màu nâu sẫm, mặt dưới màu nâu nhạt, mép lá có răng cưa thưa. Thân cây thẳng, đường kính 0,2cm, có mẫu mang lá, thường thu hoạch vào tháng 57, bộ phận được dùng chủ yếu là lá và cành. Cây bồ công anh Trung Quốc. Cây bồ công anh Trung Quốc. Bồ công anh Trung Quốc được dùng phổ biến ở nước ta, có tên khoa học là Taxercuma ficinellus H. X, thuộc họ cúc Asteraceae, thuộc chi Taxercuma G. H. Weber Swiss. Loại này còn gọi là loài bồ công anh lùn. Cây này thường mọc hoang nhiều và có trồng ở một vài nơi ở nước ta, được các nhà khoa học nghiên cứu chứng minh có tác dụng chữa bệnh, tốt cho sức khỏe. Đặc điểm nhận biết cây hoa bồ công anh lùn, thân rất ngắn, chỉ dao động từ 40-60cm, lá cây mọc trực tiếp từ rễ lên, lá đơn, mọc chùm ở gốc thành hình hoa thị, lá có màu xanh lục, mặt trên đậm hơn mặt dưới, các lá mọc bên ngoài thì cong xuống còn lá mọc ở giữa thì mọc thẳng lên, lá dài tầm 1530cm, rộng 46cm, cuốn lá rẹp, mặt trên phẳng mặt. Mép lá có xé răng cưa to nhỏ khác nhau giống như bị xé rách. Dễ cây hình trụ, mọc đâm thẳng xuống đất, hoa mọc ở trên cùng, có màu vàng, khi hoa già thì thu lấy hạt. Quả màu nâu đen, có hình bầu dục thuôn hẹp, dài 0,3-0,4cm. Tất cả các bộ phận của cây đều dùng làm thuốc chữa bệnh như rễ, lá, thân và hoa. Cây chỉ thiên. Loại cây này cũng được gọi là cây bồ công anh có tên khoa học là Elephant Opus Scapular, thuộc họ cúc Asteraceae. Lưu ý chỉ nên dùng loại bồ công anh lùn đã được khoa học nghiên cứu và chứng minh, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa giúp điều trị bệnh rất hiệu quả. Tác dụng chữa bệnh của cây hoa bồ công anh. Loại bồ công anh được chứng minh là có tác dụng chữa bệnh được gọi cụ thể với cái tên là bồ công anh Trung Quốc hay còn được gọi là bồ công anh lùn. Bồ công anh này xuất hiện nhiều ở các núi cao, nhưng hiện nay đang được trồng nhiều ở các vùng khác để làm thuốc chữa bệnh. Các nhà nghiên cứu cho rằng, bồ công anh có thành phần dinh dưỡng nhiều hơn hẳn so với nhiều loại rau khác, như rau dền, rau diếp và các loại rau thơm khác. Các loại vitamin và chất khoáng như sodium, magie, sắt, vitamin A, vitamin B, vitamin C, tinh bột, chất béo đều có trong loại thực vật này, vì vậy nhiều gia đình cũng như bác sĩ đã tận dụng lợi ích của bồ công anh để chữa trị và phòng chống bệnh. Bồ công anh dùng để chữa đau cơ, chán ăn, đau bụng, ở hơi, đau khớp, vết tràm và vết bầm tím. Ngoài ra, bồ công anh còn có tác dụng lợi tiểu và tăng tính nhuận trường, giúp cơ thể đại tiện dễ dàng hơn. Một vài người dùng bồ công anh để trị viêm, đặc biệt viêm nhiễm lan truyền và cả ung thư. Bên cạnh đó, bồ công anh còn chứa polysaccharides, một chất phòng chống bệnh ung thư vú ở nữ giới khá hiệu quả. Một số loại thuốc điều trị ung thư vú có chứa thành phần làm từ rễ cây bồ công anh. Ngoài ra, loại thực vật đặc biệt này còn giúp dưỡng da, bổ máu và bổ tỳ vị. Cùng tìm hiểu nhiều hơn về lợi ích của loại cây này nhé. 1. Bảo vệ xương. Canxi có trong cấu trúc xương và răng, dùng để dẫn truyền thần kinh, đông máu, điều tiết hormone và co thắt cơ. Canxi là nguồn chất khoáng dồi dào nhất trong cơ thể. Bồ công anh có thể cung cấp 10% giá trị canxi hàng ngày. Uống trà hay ăn lá bồ công anh có thể giúp bạn tránh sâu răng,
có thắt cơ, huyết áp cao và thiếu canxi. 2. Dầu vitamin K. Vitamin K là loại vitamin hòa tan chất béo cần thiết, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương và tim. Điều ngạc nhiên là Bồ Công Anh cung cấp khoảng 500% giá trị vitamin K hàng ngày cho cơ thể. Do đó, Bồ Công Anh hoàn toàn là phương thức hữu hiệu giúp ngăn ngừa việc thiếu vitamin K. Vitamin K là nguồn cung cấp khoáng cho xương và chống đông máu. Loại vitamin này rất tốt để duy trì chức năng của não và hệ chuyển hóa khỏe mạnh. Bên cạnh đó, vitamin K còn giúp cải thiện sức khỏe xương và giảm nguy cơ gãy xương, đặc biệt tốt cho phụ nữ hậu mãn kinh và bị loãng xương. Vitamin K cũng có ích cho thời kỳ kinh nguyệt nhờ khả năng đông máu. Gần đây, vitamin K còn được chú ý nhờ các đặc tính chữa trị ung thư. Vitamin K là phương pháp chữa trị ung thư tự nhiên, giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, dạ dày, kết tràng, mũi và miệng. Một nghiên cứu được tiến hành với hơn 7.000 người tham gia vào năm 2014 cho thấy vitamin K giúp hạn chế đáng kể nguy cơ ung thư và tử vong do tim mạch. 3. Thanh lọc gan. Gan có chức năng sản xuất mật giúp enzyme phân tách chất béo trong cơ thể thành axit béo, lọc và giải độc máu. Gan còn giúp phân tách và dự trữ axit amino, tổng hợp và chuyển hóa cholesterol và chất béo, dự trữ glucose, giữ cho các cơ quan bên trong hoạt động đúng. Vitamin và chất dinh dưỡng có trong Bồ Công Anh giúp lọc gan và giúp gan hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, Bồ Công Anh giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt do khả năng duy trì lượng mật phù hợp. Bồ Công Anh giúp cung cấp vitamin C, giảm sưng, hấp thụ chất khoáng tốt hơn và ngăn ngừa phát triển các loại bệnh. 4. Trị bệnh tiểu đường. Trà Bồ Công Anh giúp bệnh nhân tiểu đường kích thích quá trình sản sinh insulin trong tủy và giữ lượng đường trong máu ở mức thấp. Nếu tủy không sản sinh đủ lượng insulin cần thiết hay các tế bào không xử lý insulin đúng cách sẽ gây ra bệnh tiểu đường. Ngoài ra, nếu glucose không được dùng phù hợp thì sẽ tích tụ trong dòng máu và gây lượng đường hay glucose trong máu tăng cao. Để chống lại bệnh tiểu đường, bạn có thể dùng trà Bồ Công Anh để loại bỏ lượng đường dư thừa trong cơ thể. 5. Chống nhiễm trùng ra. Ra nhiễm trùng do vết thương hay vết cắt có thể gây ra nhiều biến chứng quan trọng. Do đó, chúng ta cần chống nhiễm trùng da bằng các phương pháp khử trùng. Bồ Công Anh là một phương pháp hiệu quả. Phần sáp lỏng xuất hiện khi bạn chạm vào thân của cây Bồ Công Anh giúp sát trùng, trừ sâu và diệt nấm, vi khuẩn trên làn da. Ngoài ra, bạn có thể dùng sáp Bồ Công Anh để giảm ngứa hay kích thích do chàm, bệnh ác vết mảng tròn, vẩy nến và nhiễm trùng ra. 6. Dầu chất chống oxy hóa. Một trong những lợi ích quan trọng khác của Bồ Công Anh là chứa nhiều chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các loại tổn thương tế bào, đặc biệt là các tổn thương do oxy hóa gây ra. Cơ thể sử dụng chất chống oxy hóa để đánh bại sự phá hủy gốc tự do, gây nhiều nguy hiểm cho mô cơ thể và liên kết với ung thư cũng như lão hóa nha. May mắn thay, Bồ Công Anh giúp cơ thể tránh tổn thương tế bào do gốc tự do. Thực tế, một nghiên cứu tiến hành vào năm 2011 của Đại học Windsor Canada cho thấy rễ Bồ Công Anh giúp tiêu diệt các loại ung thư khác nhau do khả năng chống lại sự phá hủy gốc tự do. 7. Cung cấp nhiều chất xơ. Bồ Công Anh chứa nhiều chất xơ, giúp hệ tiêu hóa và sức khỏe ruột khỏe mạnh. Chất xơ giúp vận chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa, giúp tối ưu quá trình hoạt động. Chất xơ có tác dụng chống táo bón vì khi vào ruột chất xơ hút nhiều dịch, tăng khối lượng của phân và kích thích để tống phân ra ngoài. Ngoài ra, chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm nguy cơ béo phì, đau tim, tiểu đường, các loại ung thư, phòng ngừa bệnh tim, hội chứng ruột kích thích và sỏi thận. Một vài nghiên cứu cho thấy phụ nữ mãn kinh hay tiền kinh nguyệt có thể giảm các triệu chứng bằng cách ăn nhiều chất xơ. 8. Rồi giàu nguồn vitamin A. Vitamin A là chất chống oxy hóa, giúp giảm sưng bằng cách chống lại sự phá hủy gốc tự do. Một ly trà Bồ Công Anh chứa 100% giá trị vitamin A hàng ngày, vì vậy bạn có thể ngừa lão hóa nhanh, viêm đường hô hấp hay cải thiện mắt bằng một ly trà hàng ngày. Vitamin A còn hỗ trợ hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe da và ngăn ngừa ung thư. Với phụ nữ mang thai, hấp thu đủ vitamin A là rất cần thiết, đặc biệt trong tháng thứ 3.
phụ nữ mang thai có thể mất thị giác vào ban đêm nếu thiếu vitamin A, vì vậy, bổ sung vitamin A là điều cần thiết trong quá trình mang thai. 9. Có tác dụng lợi tiểu. Dễ cây bồ công anh giúp lợi tiểu tự nhiên, thúc đẩy quá trình thải độc của gan. Ngoài ra, loại thực vật này còn giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, duy trì lượng đường trong máu ổn định, giảm mờ nóng và các vấn đề tiêu hóa khác. Bồ công anh giúp giảm axit uric và kích thích quá trình sản xuất nước tiểu, chống nhiễm khuẩn trong đường tiêu hóa rất tốt và có lợi cho cơ quan sinh sản. Ngoài ra, đối với các bệnh nhân có nguy cơ ung thư bàng quang, sử dụng bồ công anh thường xuyên giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh vì tác dụng lợi tiểu của bồ công anh. Lượng nước tiểu được bài tiết ra tăng sẽ giúp loại bỏ chất độc hại bên trong cơ thể và không tích tụ ở bàng quang, từ đó giảm nguy cơ ung thư. 10. Ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. 10. Ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Trà bồ công anh giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, cũng như các chứng rối loạn bàng quang, các vấn đề ở thận và nang ở cơ quan sinh sản. Ngoài ra, uống hỗn hợp dễ và lá cây bồ công anh cùng với một loại thảo dược khác gọi là Uvaerci sẽ giúp giảm nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ. Sự kết hợp này là do khả năng tiêu diệt vi khuẩn của thảo dược Uvaerci và tác dụng lợi tiểu, chống viêm của bồ công anh. Video của Melan Garden đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của Melan Garden. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ Melan Garden. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.